Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa 14 tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm kỳ hoạt động 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ông bà trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy, các đồng chí nguyên Thường trực tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh qua các thời kỳ. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 có 7 đại biểu. Trong nhiệm kỳ qua, đoàn đã nỗ lực không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của Quốc hội Việt Nam khóa 14 và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Tổng kết nhiệm kỳ, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã cho ý kiến vào 73 các dự án luật sửa đổi bổ sung và các dự thảo luật mới, 96 nghị quyết, 10 pháp lệnh. Đoàn đã tiến hành 9 cuộc giám sát chuyên đề, phối hợp tham gia 11 cuộc giám sát với Thường trực, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức. Nội dung giám sát nhằm vào những vấn đề bức xúc của cử tri gắn với yêu cầu giám sát tối cao của Quốc hội, công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo được đoàn chú trọng thực hiện thường xuyên, hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng thực chất hiệu quả. Trong 5 năm qua, đoàn đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức để các đại biểu Quốc hội tiếp xúc với gần 23.000 lượt cử tri, tổng hợp trên 8.400 kiến nghị của cử tri. Ngoài ra, hàng năm, đoàn còn tích cực tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo, tạo sự gần gũi, thân thiện, hiểu biết giữa các đại biểu với nhân dân, nhất là lớp người yếu thế trong xã hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, làm rõ kết quả đạt được của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên trong nhiệm kỳ khóa 14, đồng thời đưa ra những đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong nhiệm kỳ tới. Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14 nhấn mạnh, trong thời gian tới, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa đoàn với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, giữ mối quan hệ công tác và phối hợp tốt với các cơ quan tổ chức đơn vị ở trung ương và địa phương, bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, đoàn Quốc hội và của tỉnh ủy. Trong quá trình tổ chức các hoạt động, thường xuyên phản ánh ý kiến, nguyện vọng của cử tri để Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan địa phương giải quyết. Về công tác lãnh đạo, tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí dự hội nghị, nhân dân và cử tri trong tỉnh, để ngày bầu cử 23 tháng 5 sắp tới diễn ra thành công tốt đẹp, các cấp các ngành, các đơn vị địa phương cần phối hợp chặt chẽ triển khai tích cực việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các vị đại biểu Quốc hội trên cương vị công tác của mình tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và giám sát hoạt động bầu cử, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Thay mặt tỉnh ủy và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chúc các vị đại biểu trung ương, các vị đại biểu Quốc hội cùng toàn thể các đồng chí, nhân dân và cử tri trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Nhân dịp này, Thường trực tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đại biểu Quốc hội tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021. Nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen.